Và thưa quý vị, cũng trong dịp này, nhân dịp kỷ niệm 45 năm Việt Nam tham gia Liên Hợp Quốc, thì trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc đã đến thăm các địa danh văn hóa lịch sử của Hà Nội của chúng ta. Quả thực điều này cũng là một điều rất là đáng để tự hào, đúng không ạ? Việt Nam đã có rất là nhiều những cái nét văn hóa truyền thống được truyền tải đến rộng rãi bạn bè. Trong đó thì em muốn nhắc đến một cái phần rất là tự hào và cũng là cái sở thích của em nữa. Đó chính là về ẩm thực của Việt Nam. Có thể nói là khắp ba miền của Việt Nam thì đâu đâu cũng có những cái món ngon đáng để chúng ta thưởng thức. Và vì vậy nên là nếu như mà tính ra thì có những cái món ăn mà ở ngoài Bắc cũng có, ở miền Nam cũng có nhưng lại khác nhau. Anh Lạc có biết ví dụ như phở. Dạ, chính xác. Anh thấy rất là thích cái hương vị phở Nam khi mà họ cho ăn kèm với rau và giá. Thế còn chắc là Ngân thì đi nhiều vùng miền, em lại là người quê hương ở bên trong nữa thì chắc em nhiều trải nghiệm hơn cả anh chứ. Dạ, khi mà ăn phở ở hai miền thì mỗi nơi lại có một cái vị khác nhau. Vâng. Nhưng mà tự chung lại thì vị nào cũng ngon hết. Nên là ngày hôm nay thì chúng tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị thêm một thông tin cũng rất là vui nữa. Đó chính là Việt Nam đang nằm trong top 5 danh sách những nền ẩm thực hàng đầu thế giới. Có nghĩa là đi ở suốt đường phố của chúng ta thì ở đâu đâu cũng có thể gặp được những món ăn ngon. Đó cũng là một trong những tin tức mà chúng tôi sẽ gửi đến trong cụm tin tiếp theo. Ngoài ra còn những tin tức khác nữa, hãy cùng chúng tôi theo dõi nhé. Việt Nam lọt top 10 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới. Đây là kết quả do độc giả bình chọn được tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới The Travel vừa công bố. Với ẩm thực đặc trưng, mang dấu ấn riêng biệt và được bạn bè quốc tế đặc biệt ưa chuộng, Việt Nam đứng ở vị trí thứ 5 trong danh sách bình chọn từ độc giả. Ẩm thực Việt Nam đã được thế giới biết đến nhiều hơn trong vài thập kỷ qua. Được đầu bếp quốc tế và các tạp chí ẩm thực uy tín ca ngợi những món ăn mang đậm hương vị. Cùng nằm trong danh sách 10 quốc gia có nền ẩm thực hấp dẫn hàng đầu thế giới với Việt Nam lần này, có hai quốc gia Đông Nam Á khác là Thái Lan, vị trí thứ 9, và Philippines, vị trí thứ 3.